Ma La là cuốn Đặng Độc Đại Tông Phả do Đặng Tiến Thự soạn năm Quý Hợi 1683 cho biết. Đặng Ma La, sinh năm Giáp Ngọ 1234, cha là Đặng Nghiêm, làm quan nhà Lý, mẹ là Lý Thị Tiêu, thuộc hoàng thất nhà Lý. Nhà Trần sau khi áp chế, lấn quyền rồi cướp ngôi, đã bắt tôn thất nhà Lý phải đổi họ. Mẹ Đặng Ma La chạy về lánh nạn tại làng Khúc Thủy, huyện Trương Đức, nay là huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, và đổi thành họ Đặng. Đặng Ma La có hai người anh là Đặng Tảo, còn gọi là Đặng Tảo Sinh, và Đặng Diễn, đều thi đỗ thái học sinh và làm quan triều Trần. Hiện lăng mộ và đền thờ Đặng Ma La được lưu giữ bảo vệ chu đáo tại Đình Đông, Hàng Kênh, thành phố Hải Phòng. Về đời tư, theo Đặng Tộc Đại Tông Phả, Đặng Ma La lấy người vợ họ Lê, sinh được con trai là Đặng Hữu Điểm, làm quan tới chức đại phu, được cử đi sứ nhà Nguyên vào đời vua Trần Nhân Tông. Tìm trong kho báu một cách tiếp cận văn hóa dân tộc. Giao trước tiên là tiếng nói giải bày tâm trạng nỗi lòng của người bình dân, và cha ông ta cũng có những cách giải bày vô cùng tinh tế, nhân văn, đặc biệt là trong tình cảm, tình yêu đôi lứa. Bài ca dao quý vị và các bạn vừa thưởng thức qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Văn Chương là một thí dụ tiêu biểu. Chúng ta cùng nghe nhà phê bình văn học Vũ Nho phân tích để thấy được điều đó. Cái bài ca dao này cũng gây ra một sự tranh luận. Mình nói với ta rằng mình còn son, ta đi qua ngõ thấy con mình bỏ, con mình những đất cùng cho, ta đi múc nước tắm cho con mình hay là ta đi múc nước rửa cho con mình. Thế thì rõ ràng ở đây là có thêm một cái dị bản nữa, nhưng mà tôi thấy cái dị bản này nó không thể chấp nhận. Con mình vừa đẹp vừa xinh, một nửa giống mình một nửa giống ta, ví dụ thế. Tôi cho là cái chuyện gạ gẫm của cái anh con trai này như thế nó trắng trợn quá, không đúng với tinh thần của cái người bình dân trong ca dao. Chỉ như mình nói với ta rằng mình còn son, ta đi qua ngõ tôi thấy con mình bỏ, như vậy ở đây đã có chuyện là còn son và chuyện có con. Còn son tức là gì? Ngày xưa các cụ nói là còn son tức là người con gái lấy chồng nhưng mà chưa có con thì nó gọi là còn son. Lấy chàng từ tuổi 13 đến nay 18, thiếp đàn 5 con, ra đường người tưởng còn son. Còn son tức là còn son dỗi, còn son trẻ, còn chưa có đứa con nào, nhưng mà về nhà thiếp đã 5 con cùng chàng. Thế bây giờ mình nói với ta là mình còn son, thế thì son là son kiểu nào? Son mà lại có con thì thế này trước chưa có cái chuyện này. Thế thì nhưng mà cô này có con ở trong tình huống nào? Thế thì nói với anh ấy là còn son thế thôi, chứ còn đã lấy ngay đâu. Anh còn quyết định, anh còn phải dò cho đến ngọn nguồn lại sông. Cho nên là gì? Anh đi qua ngõ không phải là một cách ngẫu nhiên đi qua ngõ đâu, mà anh chàng này là có ý, tình ý với cô kia, cho nên đi qua ngõ để thăm dò. Thế thì đi thăm dò là thấy đó thằng bé đương bò lồm ngồm đấy. Mà như vậy nó đương bò đấy chứng tỏ là gì? Nhà cô này là rất neo, không có người để chăm sóc nó, cho nên nó đương bò như thế. Thế thì như vậy cô này đương có chồng và có con mà lại nói dối anh kia là còn son, thì cái trường hợp ấy là rất khó xảy ra, đúng không? Đương có chồng đàng hoàng, có con đàng hoàng mà lại nói dối anh là còn son, nói để làm gì? Như vậy cái khả năng mà chồng mới chết cũng không đúng,
đang có chồng cũng không đúng. Vậy chỉ có khả năng là cô là cả nể cho nên sự ở ra, cho nên có con mà không có chồng. Cho nên là nói với anh này như thế. Thế thì anh ấy thấy rằng là đứa bé nó không được chăm sóc thì anh ấy cảm động, anh ấy thương và anh ấy tỏ một cái thái độ rất là thân thiện. Thế mà anh ấy múc nước để tắm cho con của cái cô đấy. Rõ ràng là ở đây có một cái chuyện là đứa bé đấy nó đường nhếch nhác. Và anh này, anh ấy đến và anh ấy thấy như vậy. Và anh ấy đi múc nước, anh ấy tắm cho con mình. Thì cái chuyện đấy đó là chuyện của quá khứ, chuyện của hôm trước. Cho nên hôm nay anh ấy gặp lại cô này và anh mới nói rằng là mình nói với ta mình còn son, hôm kia thì đấy, ta đi qua ngõ thấy con mình bò, con mình những đất cùng cho và ta đã đi múc nước để tắm cho thằng bé đấy. Thì đây là cái câu này là câu đương nói lại ở trong thời hiện đại, thuật lại cái hành động đã xảy ra từ hôm qua hoặc hôm kia hoặc hôm kia gì đó. Như vậy anh này anh ấy nói lại, anh không có một cái ý gì tỏ ra bực dọc, anh cũng không có một cái gì tỏ ra trách móc. Vậy thì rõ ràng là cái tình cảm của anh này với cô kia, hai người đã có tình với nhau mà cô kia nói dối là còn son, nhưng anh này đến nơi thấy là không còn son nữa, có một đứa con như thế. Nhưng anh này theo tinh thần cũng của dân gian thôi, của ca dao thôi, tức là rượu ngon thì phép tặng cũng ngon, yêu em bất luận chồng con mấy đời. Không cần biết là em đã bao nhiêu đời chồng. Bây giờ tôi chỉ biết là anh gặp em là thấy hợp lý thì anh chấp tội. Cho nên là đấy, nói còn son như không son, có con thì nhếch nhác thế. Anh ấy sẵn sàng tắm cho đứa con đó và nói lại với cô này. Cái chuyện nói lại cô này để chứng tỏ rằng là khi người ta đã hợp nhau, khi người ta đã cảm thông, quan niệm người xưa rượu ngon cặn ngon. Nếu là thích thì bất luận chồng con mấy đời, đã thích là yêu, đã yêu là dám chịu trách nhiệm. Thế thì cái bài này, một cách ứng xử nó cũng rất là hiện đại, nó cũng rất là văn minh của người xưa ở trong cái đời sống thường ngày. Bài ca dao "Mình nói với ta mình hãy còn son" đã cho thấy tinh thần văn minh hiện đại của người xưa khi nhìn nhận một hiện tượng, một hoàn cảnh, câu chuyện không thuận chiều với lễ giáo phong kiến. Nhìn nhận bài ca dao này bằng con mắt của người hiện đại, nhà thơ Nguyễn Thế Kiên khẳng định đặc biệt và sự cập thời của một thể loại văn học dân gian truyền thống. Có những cái câu phong giao ca giao mà được trích giảng ở thời này hoặc ở thời nọ hay ở chế độ này chế độ kia, nó khác, đến bây giờ phủ nhận và nó mang một cái nghĩa khác. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái đấy là sự xung đột, mà đấy chính là sự phát triển của văn học nói chung và ca giao nói riêng. Ca giao cần phải đi qua những cái sàng lọc như vậy. Tôi chỉ ví dụ một bài thôi. Mình nói với ta mình vẫn còn son, ta đi qua ngõ thấy con mình bò, con mình những chấu cùng cho, ta đi lấy nước tắm cho con mình. Bài thơ là một câu chuyện, nếu hiểu bình thường thì thôi, mình nói với ta mình còn son tức là mình lừa ta, đến giờ đến đây là con mình đã bằng kia rồi, mà như vậy tức là con có vấn đề nhá, chúng ta phải nói là có vấn đề thôi ấy. Bảo đang trong trắng bây giờ có con rồi là có vấn đề còn gì nữa, cái đứa con nó ra đời như thế nào đây, mẹ đơn thân hay là cái gì đây? Thế thì thôi chỉ vậy.